Măng cầu nha bà con. À, măng cụt, măng cụt. Măng cụt có nơi người ta gọi là măng cụt. Đó, nó thần dược đối với phụ nữ bà con. Nó làm cho da đẹp này, tốt này đó. Mà người ta gọi là măng cụt hay măng cụt nó còn vậy nha bà con. À, mà nó có chất đạm nè, à, canxi, sắt nè, bốt pho nè, nam nữ đều tốt hết cho hệ tim mạch. Đó, mụn nấm viêm da, tốt chưa? Viêm nấm da nó làm cho chậm lão quá, làm cho lứa tuổi trung niên khỏe lên, phấn chấn luôn. À, thích sinh hoạt vợ chồng. Nhưng mà sinh hoạt vợ chồng đó còn sinh hoạt bậy bạ là mấy cuộc nó quật tiêu luôn nhỏ nha. À, nó làm cho chậm lão quá rồi không? À, tiêu chảy ở măng cụt tốt chứ, măng cụt tốt chứ, nhưng mà những người có đó là không ăn nha bà con. Mà còn bây giờ còn những người tốt bình thường, không có bị tim mạch, không bị mẩn ngứa, không bị viêm da, chậm lão quá, trung niên tiêu chảy thì chúng ta ăn hai quả một ngày. Còn những người đó thì không nên ăn. À, không nên ăn bởi vì bệnh nó trở ngại mà bà con, không nên ăn. Cho nên ăn hai quả một ngày, mà không ăn quá 3 ngày, ăn tới 3 ngày là phải nghỉ 4 ngày. À, những người không ăn á, là những người cũng hay dị ứng đó nè, là cũng không ăn, ung thư cũng vậy, tiêu quá. À, nhớ trước là 2 tuần khi phẫu thuật là cũng không ăn nha bà con. Hạt của nó là chúng ta ăn phần cơm trắng trắng đó, à, là hạt nó tốt ha bà con ha. Đó là hạt tốt. Còn những người bà bầu á, là không ăn, nhưng mà bà bầu ăn trái á, thì chỉ ăn theo một ngày, nghỉ một ngày là tốt đó cho bà bầu. Chứ mấy bà bầu ăn hai trái như những người kia đó, dù còn ăn không hết thì chúng ta bỏ vào bọc để trên ngăn mát, để ngăn mát nó sẽ tốt nha bà con. Bà con ơi, mình khỏe, vui vẻ mình khỏe.